1. Tosa Inu. Chiều cao Tosa Inu trưởng thành 60 cm. Cân nặng 45-70 kg. Chó Tosa con được biết đến với cái tên là chó ngao Nhật và đương nhiên chúng có nguồn gốc từ đất nước mặt trời mọc Nhật Bản rồi. Nhìn bề ngoài chó Tosa có vẻ hiền lành, thế nhưng đây là giống chó được quản lý vô cùng nghiêm ngặt ở nhiều quốc gia tại châu Âu và Bắc Mỹ, bởi lẽ chúng thuộc nhóm động vật đặc biệt nguy hiểm, dữ dằn. Ngoài ra thì chúng cũng có một vài đặc điểm tốt là rất dũng cảm, không biết sợ hãi. 2. American Bulldog. Chiều cao 51-76 cm. Cân nặng 50-60 kg. Đây là một giống chó lai tạo American Pitbull Terrier và Neapolitan Mastiff. Phần lớn American Bulldog thường được sử dụng trong quân đội để chiến đấu. Vì vậy mà đây là một giống chó được cảnh báo về sự nguy hiểm và độ hung hăng. 3. Cane Corso. Chiều cao, con đực từ 64-68 cm, con cái cao từ 60-64 cm. Cân nặng, con đực nặng từ 45-50 kg, con cái từ 40-45 kg. Cane Corso cũng có nguồn gốc từ Ý và còn được gọi là chó ngao Ý. Tên khoa học của nó là Cane Corso Italiano và được dịch ra là chó vệ sĩ. Cane Corso mang ngoại hình to lớn với nhiều cơ bắp. Không những thế mà chúng còn nhanh nhẹn nữa. Cane Corso nổi tiếng với danh là hậu duệ của một giống chó thường sử dụng trong các trận chiến thời La Mã. 4. Bull Terrier. Chiều cao 53-56 cm. Cân nặng 20-27 kg. Bull Terrier, Bully còn được gọi với cái tên khác là chó sữa bò. Chúng được biết đến nhiều trong các cuộc chơi chọi chó. Mặc dù mang một vẻ mặt ngộ, nhưng bạn đừng coi thường chúng vì khả năng sát thủ khi săn mồi. Bull Terrier bạo dạn cũng như vô cùng hiếu chiến, vậy nên hãy thật cẩn thận khi trêu đùa chúng. 5. Russian Ridgeback. Chiều cao 63,5-69 cm. Cân nặng 34-38,6 kg. Russian Ridgeback rất hung dữ và có một biệt danh phù hợp với chúng là chó săn sư tử Phi Châu. Sở dĩ có biệt danh như vậy là vì với sức mạnh của chúng, hoàn toàn có thể kéo một con sư tử rách khỏi con mồi. Russian Ridgeback thường được gọi với cái tên thân mật khác là chó lông xoáy Nam Phi và cũng là một trong ba loài lông xoáy còn tồn tại duy nhất. 6. Dogo Argentino. Chiều cao 61-69 cm. Cân nặng 36-45 kg. Dogo Argentino, Argentinian Mastiff, hay còn được gọi tắt là Dogo, có một tên gọi nữa là chó ngao Argentina. Thuộc giống chó săn tự nhiên, Dogo được lai tạo từ nhiều giống chó khác nhau và vô cùng nhanh nhạy trong việc tìm ra các loài dã thú. Ngoại hình to khỏe, nhưng Dogo không như những loài chó săn khác, chúng thân thiện dễ gần gũi với con người. Tại Anh, việc sử dụng một chú chó Dogo làm vật nuôi là trái phép. 7. Bobo. Chiều cao, con đực 64-70 cm, con cái 59-65 cm. Cân nặng, con đực 65-90 kg. Con cái 50-65 kg. Bobo có tên gọi khác là ngao Nam Phi. Cái tên của chúng cũng mang ý nghĩa là nguồn gốc của chúng được sinh ra. Với ngoại hình lớn, Bobo hoàn toàn có thể đi săn những loài thú to và dữ. Đặc biệt hơn khi chúng rất kiên trì và chiến đấu cho tới cùng, kể cả việc hy sinh tính mạng. 8. Gondon. Chiều cao 76-106 cm. Cân nặng 54-90 kg. Nhìn vào kích thước có thể thấy Gondon sở hữu một cơ thể khổng lồ. Chúng là giống chó lai, Gantajir và Bulikata và có nguồn gốc từ Pakistan. Được mệnh danh là loài chó chiến binh, Gondon dữ tợn và cực nguy hiểm như vẻ ngoài của chúng. Khi bị mất kiểm soát thì chúng trở thành những con quái vật vô cùng đáng sợ. 9. Basenji. Chiều cao 41-43 cm. Cân nặng 10-12 kg. Nhỏ bé hơn những giống chó xanh khác. Tuy nhiên Basenji cũng không phải là một dễ đùa khi có tiếng là kẻ đi săn lâu đời nhất. Dấu hiệu của những chú chó này đã xuất hiện cách đây khoảng 5.000 năm trước. Chúng rất khó đào tạo và đôi khi sẽ trở nên rất nguy hiểm khi trêu đùa quá mức. 10. Saint Bernard. Chiều cao 70-90 cm. Cân nặng 64-120 kg. Giống như Gordon, Saint Bernard là một kẻ to lớn. Thời kỳ đầu, Saint Bernard được nuôi phổ biến ở nông trại để chăn cừu và gia súc với mục đích trông nhà và cứu hộ. Một thời gian dài phát triển, Saint Bernard hay được sử dụng vào các nhiệm vụ biệt phái.
với kích thước to lớn và nổi tiếng qua câu chuyện chuyện về việc giải cứu trên núi cao. Mặc dù rất thân thiện nhưng chúng vẫn bị liệt vào danh sách những loài chó nguy hiểm với con người. 11. American Bulldog. Chiều cao 50-71 cm. Cân nặng 30-58 kg. American Bulldog hay còn gọi là chó bò Mỹ thường được sử dụng nhiều vào mục đích đi săn mồi và giữ nhà. American Bulldog có rất nhiều cơ bắp, một đặc điểm phổ biến của những giống chó săn. Bình thường, chúng thường thể hiện là những kẻ vui vẻ thân thiện, đôi khi cũng có một chút bướng bỉnh khiến người ta phải khiếp hồn. Khi đã lên cơn khát máu, chúng sẽ trở nên mất kiểm soát và kiên trì săn đuổi con mồi cho tới khi bị hạ gục. 12. Great Dane. Chiều cao 71-86 cm. Cân nặng 45-90 kg. Great Dane, chó ngao Đức, nổi tiếng khi từng được lọt vào sách kỷ lục Guinness với đặc điểm là cao nhất thế giới. Bình thường, Great Dane là một kẻ có bản tính hiền lành, nhưng hãy cứ thử làm nó nổi điên thì bạn sẽ được bất ngờ bởi chúng có thể hạ đo ván dễ dành một chàng trai trưởng thành. Cũng là kẻ xuất hiện từ lâu đời, Great Dane được cho rằng sử dụng phổ biến ở thời Hy Lạp. Ngoài ra thì người ta cũng tìm thấy dấu tích của chúng ở Ai Cập, La Mã và trong các đền thờ. 13. Fila Brasileiro. Chiều cao, con cái 60-70 cm, con được 65-75 cm. Cân nặng, con cái 57-73 kg, con được 64-82 kg. Fila Brasileiro có nguồn gốc thuần chủng từ Brazil, là một trong số những kẻ chuyên đi săn vì thân hình đô to và tính cách rất hung tợn, hung hăng và còn rất là bốc đồng nữa. Chúng không thích người lạ và có những phản ứng rất mạnh khi họ tiến tới. Tuy nhiên thì Fila Brasileiro lại tỏ ra vô cùng thân thiện hiền lành với những đứa trẻ. Tại nhiều nước trên thế giới, để bảo vệ sự an toàn của mọi người, chúng bị cấm nuôi trong các gia đình. 14. Doberman. Chiều cao, con đực 66-72 cm, con cái 61-68 cm. Cân nặng, con đực 34-45 kg, con cái 27-41 kg. Phổ biến nhiều hơn trong những năm gần đây, Doberman thường được sử dụng làm trông giữ nhà cửa, trang trại và đặc biệt là làm chó nghiệp vụ. Tên gọi chính xác nhất của giống chó này là Doberman Pinscher. Khi được đào tạo chuyên nghiệp và tốt, chúng sẽ trở thành những con thú cưng vô cùng dễ mến trong các gia đình. Thông minh, học hỏi nhanh là những khả năng đặc biệt và khiến chúng trở nên nổi trội hơn so với những loài khác. Tuy nhiên hãy cẩn thận hơn với bản năng hung dữ của loài này. 15. Husky. Chiều cao, con cái 50-56 cm, con đực 54-60 cm. Cân nặng, con cái 16-23 kg, con đực 20-27 kg. Có nguồn gốc từ Nga, hết kỳ mà chúng ta thường biết tới là những chú chó ngoan, tinh nghịch với ngoại hình rất đẹp khi khoác vào một bộ lông dài mượt. Tuy nhiên đây là những chú hết kỳ đã được thuần dưỡng. Ban đầu hết kỳ được nuôi để làm chó kéo xe nhưng về sau chúng trở thành thú nuôi trong gia đình. Những chú chó hết kỳ trong tự nhiên lại không được như thế, chúng giống sói và trở nên hung tợn hơn rất nhiều. 16. Chó ngao Tây Tạng. Chiều cao, con được 66-76 cm, con cái 61-71 cm. Cân nặng, con được 45-73 kg, con cái 34-54 kg. Nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp giống sư tử, ngao Tây Tạng luôn được những đại gia săn đón và tìm kiếm. Mục đích ban đầu người Tây Tạng nuôi chúng là để bảo vệ gia súc gia cầm cũng như các thành viên trong gia đình khỏi những kẻ săn mồi khát máu như sói, hổ, gấu. Chào mừng bạn đến với ứng dụng demo đọc văn bản tiếng Việt tự động. 17. Big Bull. Chiều cao 45-55 cm. Cân nặng 18-22 kg. Big Bull được nhắc tới nhiều trong những vụ tấn công con người và cắt chết đối phương. Chúng là kẻ nguy hiểm nhìn thấy rõ rệt nhất. Có nguồn gốc từ Mỹ, chúng là những kẻ hiếu chiến và có tính bền bỉ gan lì. Người ta thường gọi chúng là những kẻ máu lạnh. Trong mọi cuộc chọi chó, chúng sẽ cố gắng cắn chết đối thủ mới dừng lại. 18. Alaska. Chiều cao, con cái 56-61 cm, con được 61-66 cm. Cân nặng, con cái 32-38 kg, con được 36-43 kg. Gần giống với hết kỳ, Alaska cũng được người ta nuôi nhiều vì vẻ vô cùng đáng yêu của chúng, đặc biệt là giới trẻ. Khi còn chưa thuần hóa hoàn toàn, chó Alaska thường được sử dụng để kéo xe tuyết vì chúng rất bền bỉ, khỏe và khả năng chịu được nhiệt độ thấp.
Vì rất khỏe nên chúng là những kẻ tinh nghịch và dễ dàng biến thành kẻ phá hoại trong chốc lát nếu không được đi thể dục thường xuyên. Gần như hết kỳ, giống loài Alaska tự nhiên cũng rất nguy hiểm.